Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến ha. Bữa nay là ngày mùng 8 tháng 10 âm lịch rồi. Thì em giao video này có một số việc cần phải chia sẻ lên cho mấy anh chị xem. Những cái việc nào mình nên làm và những cái việc nào mình không nên làm trong cái thời gian này ha. Thì chỗ ở của em khoảng 10 ngày nay là ổng rất là lạnh, anh chị chuyển sang gió Bắc rồi. Thì khi thời tiết vào gió Bắc như thế này thì cái thứ nhất là chắc trồng trong chậu mấy anh chị nó rất là mau khô nha. Vì vậy mấy anh chị phải chú ý tới khâu nước tưới hàng ngày cho cây, những cái mai tàn nhiều như trên màn hình nè. Thì mấy cái này em mới tưới chiều ngày hôm qua, thì sáng ra thì thấy chắc trồng nó khô ráo nè, thấy không? Nó rất là quan trọng về cái khâu nước tưới trong cái khung thời gian này ha, khô ráo nè. Tại vì chuyển sang gió Bắc rồi á, gió mấy anh chị làm cho chắc trồng mình rất là mau khô. Vì vậy mình phải luôn luôn giữ nước đủ cho cây, không để cho nó thiếu ha. Nếu như mấy anh chị mắc làm công việc mà không tưới nước chắc trồng nó khô ráo á, thì cái lá mai mấy anh chị á, nó rất là mau già và nó rụng luôn nha. Hoặc là mấy anh chị mà đợi khô quá rồi mấy anh chị tưới lại một cái thì lá mai của mình nó vẫn còn xanh mà nó rụng luôn nha. Đó là trường hợp mấy anh chị để chắc trồng trong chậu á, quá khô. Thì nhất nước là nhì phân ha mấy anh chị. Nước là đóng vai trò rất là quan trọng cho cây trồng, cho mọi giai đoạn của cây luôn. Nè, ví dụ như cái cây mai nhỏ này của em trồng trong cái chậu chậu mũ V6 nè, thì lúc mà chưa gió Bắc, lúc thời tiết chưa lạnh là em tưới một lần, 2 ngày sau nó chưa khô nữa. Khi gió Bắc tới rồi á thì mình tưới bữa nay là ngày hôm sau nó đã khô rồi. Chiều hôm qua em tưới sương trên mặt nó một cái nè, cũng như cây mai nhỏ này nè, như nãy em nói đó, lúc mà gió Bắc chưa tới á là mình tưới một lần, 2 ngày sau nó chưa khô nữa. Còn bây giờ mấy anh chị thấy nè, rất là mau khô, phải không? Trên mặt chậu nó mới ráo lại nè. Chiều nay em tưới sương thôi. Đối với những cây mai nhỏ như thế này nè, anh chị chỉ cần tưới sương nhẹ 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 cái thôi, luôn luôn giữ ẩm, không thiếu nước cũng không dư. Thì khâu canh nước này em rất là quen thuộc với nó rồi mấy anh chị. Rồi, vấn đề thứ hai nữa là về nụ mai ha, bón phân nụ mai. Thì trong mấy ngày qua em đã chia sẻ rất là nhiều clip về phân bón, nói về phân bón rồi mấy anh chị. Thì trong video này em xin nói sơ lại một cái, đối với những anh chị mà trồng ít cây, nhà trồng 1-2 cây ha. Thì nếu mà anh chị nào nhà trồng 1-2 cây á, thì không cần nhất thiết phải mua những cái loại phân mà em chia sẻ trong mấy ngày vừa qua nha. Thì đối với phân 16, 16, 8 á, là phân này chỗ nào cũng có bán và hầu như nhà nào cũng đều có hết. 16, 16, 8 và phân DB á, hoặc là 20, 20, 15 á, thì những chỗ trồng lúa cũng có bán rồi, những chỗ mà trồng cây ăn trái cũng có bán. Còn cái loại phân 15, 5, 20 hoặc là phân 12, 12, 17 hoặc là phân ba số á, thì những ba mấy cái loại phân này á, những cái vùng mà trồng cây ăn trái mới có, còn những cái vùng trồng lúa là không có. Vì vậy nhà của các anh chị có phân gì thì bón phân đó, không có cầu kỳ giống như những ngày qua em chia sẻ. Những ngày qua em chia sẻ 15 năm 20 rồi ba số thì mấy cái loại phân đó là em muốn chia sẻ lại cho những anh chị mà trồng vườn, hoặc là những anh chị mà nào mà trồng ít mà muốn trải nghiệm thì nên mua những cái loại phân đó về mình sử dụng, nó cũng rất là hiệu quả. Còn nhà mấy anh chị có 16, 18 thì bón vẫn ngon lành mấy anh chị. Ví dụ như là vào cái giai đoạn này nè, thì gió Bắc tới nè, lạnh tới nè, thì cái cây mai mình nó không còn ăn phân nhiều nữa, tại vì cái chất dinh dưỡng của lá nè, màu xanh của lá nè, nó mới dồn lại thân, nó mới dồn lại nhánh. Thì bởi vì vậy á, là vào giai đoạn này lá cây mai của mình nó không còn ăn phân nhiều nữa, mình bón loãng thôi, là 1 gram hoặc là 1,5 gram hoặc là 2 gram cho 1 lít nước thôi mấy anh chị. Ví dụ nhà mấy anh chị có 16, 16, 8 thì cái con số 8 ở ngoài sau là con số 8 kali đó, nó hơi thấp đó. Thì kali đơn á, thì chỗ nào cũng có rồi. Mấy anh chị muốn cho cái cây mai nụ nhỏ lá xanh mình nè, cây mai lá xanh nụ nhỏ nè, cho muốn cho nụ nó mau lớn nè, thì mình thêm vào một chút kali để cho cái màu sắc của bông nó đẹp. Ví dụ mình muốn tưới loãng là 1,5 gram cho 1 lít nước đi. Thì bây giờ mình sẽ lấy là 1 gram 16, 16, 8, rồi sau đó mình căn lường là 0,5 gram kali, mình cộng vô, mình ngâm cho 1 lít nước, chạy ra là 1,5 gram đó. Còn anh chị nào muốn tưới 2 gram thì mình tính ra. Thì cái chậu mình là cái chậu 5 hay là chậu 6, mình tưới được bao nhiêu lít thì mình tính ra cái lượng. Ví dụ mình chậu 6 mình tưới được 2 lít nè, thì mình sẽ nhân cái số phân kia lên là nó sẽ ra kết quả thôi. Cái phần này ai tính cũng được hết mấy anh chị.
Còn DB nó cũng vậy, DB thì mình cũng tưới loãng thôi, 1,5 gram hoặc là 2 gram cho 1 lít nước. Như cây mai này giờ nó vô nụ cũng ngon lắm rồi mấy anh chị. Nụ nó còn hơi nhỏ nè. Mấy cây nụ nhỏ lá xanh này ở bầu gió bắc này mấy anh chị cứ chăm sóc từ từ thôi. Mấy anh chị mà tưới phân hay hoặc là phun thuốc gì đó nó không đúng là nó dễ nở lắm nha. Tại vì gió bắc này là cái nhất là cây mai mình nó ăn phân ít lại. Cái thứ hai nữa là cái lá mai mình nó rất là mau già, nhựa nó mới tập trung lại nụ nè, rất là mau lớn. Cây mai dáng bài này này nụ nó cũng rất là ngon. Còn hơi nhỏ nụ không? Lá xanh nè. Thì gió bắc này á, mình cứ chăm sóc từ từ thôi. Đừng có phun hàm lượng phân bón lá NPK có hàm lượng 630/30 lên đây nữa mấy anh chị. Cũng như vườn mai của em thì mấy cây mai này nè, em cũng đã phun qua cho nó hai cử rồi thì ngưng rồi đó mấy anh chị. Tại vì vào gió bắc này là nụ mình nó rất là mau lớn. Còn ở dưới gốc á, đối với trường hợp này á, thì như những ngày qua em chia sẻ, đơn giản nhất chỉ cần bón 15/20 cho em thôi. Hoặc là có 3 số, bón 3 số vẫn được, hoặc là có 16 số 8 như nãy em hướng dẫn đó, bón vẫn được nhưng mà mình tưới loãng thôi nha. 1,5 gram hoặc là 2 gram cho 1 lít nước. Còn nhà có 16 số 8 mà kali ở ngoài sau nó hơi thấp thì mình lấy thêm một chút kali đơn vào đó, cộng vô giống như nãy em hướng dẫn đó mấy anh chị. Đơn giản thôi, quan trọng là duy trì cái lượng nước tưới á. Nước tưới là nó rất quan trọng ha. Còn cây mai nào mấy anh chị lá nó nhợt nhạt, nó nhợt nhạt nó không có được xanh đậm như thế này nè, là mình chứng tỏ là nó bị thiếu đạm thiếu lăng. Mấy anh chị lấy phân DB á, tưới loãng vô em rất là hiệu quả, 2 gram cho 1 lít nước. Lấy DB á, đơn giản thôi, nó vừa giúp nụ nhỏ mấy anh chị mau lớn, vừa lúc giúp lá mai mấy anh chị xanh lên nha, không có cần mà lăng gì hết trơn mấy anh chị. Thì bữa đó em nói mấy anh chị cây mai cúc Thọ Hương nè, cây mai này hoành 28, ấy em xin lỗi, hoành của nó là hoành 24. Cây mai này dáng là dáng con thú. Cây mai này là cái gốc của nó, cái bộ rễ của nó, gốc của nó là cái gốc vườn mấy anh chị, mai vườn nha. Cái da của cái màu, cái da của cây mai này nè, nó rất là dày, nó rất là ngon, chứ không phải như là những gốc mai công nghiệp nha. Cây mai này là hầu lần em mua là em mua cái em đi lại vườn của những người dân mà người ta không chăm sóc á, em mua về rồi em mới ghép. Thì cây mai này vừa rồi em đăng lên bán, và cây mai này nè em cũng đăng lên bán, rồi cây mai cúc Thọ Hương bên đó em cũng đăng lên bán. Thì cũng có một người anh đó em nói mấy anh chị đó là anh hỏi mua, nhưng mà mấy ngày nay em nhắn tin rồi anh cũng không có trả lời nữa, thấy như vậy em ngại quá em cũng không có hỏi tiếp nữa. Thì theo em nghĩ là anh không mua đó mấy anh chị. Thì một hai ngày nữa em sẽ đăng mấy cây mai này lên giao lưu mấy anh chị. Mà chừng nữa em đăng lên á là em đăng bên bên cái video short á, video ngắn á. Cây mai cúc Thọ Hương này giờ nó cũng bị nở một số nụ to trong này nè. Giống mai cúc Thọ Hương là ngon rồi mấy anh chị nè. Nó còn rất là nhiều nụ luôn mấy anh chị. Chừng nữa em rảnh rồi em sẽ đăng trong video ngắn á, giao lưu. Còn cái anh mà hỏi mua đó thì em cũng gửi lời cảm ơn luôn. Thì em thì đơn giản rồi mấy anh chị, mua thì em cảm ơn, rồi không mua em cũng cảm ơn nữa, không buồn phiền gì hết. Thì nhưng mà anh đừng có ngại, anh cứ mua cũng được mà không mua cũng được nữa. Thì chừng nữa em rảnh rồi em sẽ đăng trong cái video ngắn ha. Cây mai này em bán là 2,8 triệu bao ship nè, còn cây mai này em bán giá 1,8 triệu bao ship nè. Mai này hoành 17 nè mấy anh chị, dáng con thú hình cá sấu nè, không có chân đầy đủ. Mai này hoành 17,8 triệu bao ship ha. Còn cái mai này hoành của nó là hoành 24, mai số 3 nè, 2,8 triệu bao ship. Nụ nhóc luôn nè mấy anh chị, bị nở vài bông, cái này bị nở vài bông nhưng mà còn nụ rất là nhiều. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là phun thuốc sâu, thì mình vẫn phun thuốc sâu nhện nấm bệnh hàng tuần cho nó nha.
từng lợi hoặc 10 ngày 15 ngày phun lần cho mấy anh chị, tùy theo cái cây mai mấy anh chị sâu nhiều số ít, rồi nắm nhiều nắm ít ha. Rồi còn về kìm hãm nụ mai thì như cây mai nụ lớn trong đó đó, kìm hãm nó là mấy anh chị phải đem vào trong bóng râm, thì trong bóng râm đó có nắng vào đó mấy anh chị, có nắng có mát, nhưng mà nắng khoảng chừng vài tiếng đồng hồ là ổng hết nắng rồi, thì đó là cách kìm hãm nụ mai. Rồi trường hợp mấy anh chị á, trường hợp cây mai mấy anh chị nụ lớn, mấy anh chị đem vào trong bóng râm rồi mà nó vẫn còn đi đọt đó, thì đối với cây mai nụ lớn mấy anh chị đừng ngắt đọt nó ha, để cho nó kìm hãm cái đọt, để cho nó kìm hãm cái nụ ở trong mấy anh chị. Cúc thọ hương cái màu của nó đẹp chị, với lại bông chùm. Nụ còn nhiều. Cái mai tàng lớn này của em bây giờ nụ nó cũng rất là nhiều luôn anh chị. Được rồi, xin chào các anh chị nha.